Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả đại chúng, chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ với quý vị một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, có người nói là cá tôm cua ghẹ cho đến heo gà bò là những thứ sinh ra để cho con người ăn. Như vậy thì ăn những cái loài này nó không có tội, xin Thầy chỉ dạy. Kính cảm ơn Thầy. Lê Thị Ngân. Kính thưa Đạo Hữu Ngân cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này. Trong nhà Phật của chúng ta thì rất khác với những tôn giáo khác, chủ trương rằng tất cả mọi sinh vật sống trong cuộc đời này đều có cái giá trị sống của nó. Nó đều giống như ta, đó là tham sống và sợ chết. Vì thế mà chúng ta cần phải tôn trọng cái sự sống của tất cả vạn loại chúng sanh trong cuộc đời này. Và nếu như ai là người có sự tu tập thì hãy mở rộng cái lòng từ bi của mình ra để dung chứa sự sống đó. Nếu một ngày nào đó tất cả những sinh động vật cho đến thực vật ở trên cuộc đời này đều chết hết thì liệu chúng ta có thể sống được không? Chính vì thế mà sự sinh tồn của mình cũng là sự sinh tồn của tất cả. Sách Liệt Tử của cổ học Tinh Hoa thì có dẫn một câu chuyện, đó là muôn vật một loài. Đó là có một cái người họ Điền của nước Tề sắp phải đi xa, cho nên ông ta đã tập hợp hết tất cả những người thân của mình lại để mà đãi tiệc. Trong cái bữa tiệc đó đó thì tất cả mọi thứ đều có, từ sơn hào hải vị thịt cá vân vân, mọi thứ không thiếu bất cứ một cái gì hết. Thế thì có người nhìn cái bữa tiệc đó mà nói rằng: ôi may quá, trời đãi thật là nồng hậu, sinh ra lúa thóc, sinh ra chim cá, không thiếu thứ gì, và để cho con người thọ dùng cái đó. Nghe như thế đó thì mọi người đều vỗ tay tán thưởng, thật là đúng lắm. Và chỉ duy nhất trong đó thì có một em bé mới có 12 tuổi đã đứng dậy và nói như thế này: cứ theo như ý của tôi đó thì không có phải, muôn vật trong trời đất này cùng sinh ra với ta, cùng có một loài như là ta, cùng tham sống, cùng sợ chết. Không có gì là sang, không có gì là hèn cả, sang hèn không phải thế mà phân biệt. Chẳng qua là các loài này ỷ mạnh hiếp yếu, ỷ lớn mà hiếp nhỏ, chớ có nào phải là loài này sinh ra là để loài khác sử dụng đâu. Người ta cái gì ăn được thì lấy mà ăn, chứ trời nào mà lại vì con người ta mà sinh ra những cái thứ khác. Nếu mà cứ theo cái lý của mỗi người đó, thì ruồi muỗi hút máu con người, hổ lang nó ăn thịt người, thì có nói được rằng trời vì những cái giống ấy mà sinh ra loài người hay không? Thế thì qua cái câu chuyện của Liệt Tử này, chúng ta thấy được là nếu như mình có cái quyền để mà ăn những cái loài sinh vật nhỏ bé kia đó, thì chúng ta đây khi mà bị hổ ăn, khi mà bị rắn cắn, khi mà bị muỗi chích, chúng ta có nói được rằng ồ, chúng ta sinh ra là để cho các loài kia ăn hay không? Thật ra thì chúng ta vì cưỡng đoạt mà ăn lấy, vì bày mưu tính kế bắt nó mà ăn lấy, chứ có phải là tự nhiên nó đến để nó dâng hiến cho mình đâu. Chính vì lẽ đó mà chúng ta đừng có viện cái lý do là nó sinh ra là để cho mình. Và khi chúng ta làm như thế thì lòng từ bi của chúng ta không có, tình thương của chúng ta không có. Ở những cái quốc gia phương Tây thì người ta rất là yêu thương con chó, coi nó như là một cái con vật cưng ở trong gia đình của mình. Còn một số nơi khác thì người ta lại giết con chó mà ăn, coi nó như là một món khoái khẩu. Vậy thì xin thưa, mục đích mà nó sinh ra trong cuộc đời này là sự tồn tại của chính nó, chứ không phải vì ta mà nó xuất hiện ra. Cũng như vậy đó mà chúng ta hãy suy rộng ra cho tất cả vạn loại trong cuộc đời này. Mỗi một chủng loại thể tánh của chúng sanh đều có cái giá trị của nó. Vậy thì theo như giáo lý của nhà Phật, việc đầu tiên là không được sát sanh. Từ những chủng loại thể tánh lớn như là con người, cho đến những vật nhỏ nhịn bò bay mấy cửa, vi tế côn trùng, tất cả những loài nào có mạng thì chúng ta không được giết. Mà nếu không được giết á, thì mình cũng không được bảo người giết, hoặc là thấy người giết mà mình vui mừng theo. Và chẳng những dừng lại ở đó mà chúng ta còn phải phóng sanh. Có nghĩa là chúng ta tìm đủ mọi cách để mà cứu sống một con vật nào đó khi mà chúng ta có duyên gặp nó. Và khi chúng ta làm hết tất cả những cái việc lành để cứu mạng một chúng sanh như thế đó, thì cái phước báu của mình được tăng lên, và nhờ đó mà chúng ta được ít bệnh, tuổi thọ của mình được tăng trưởng. Âu đó cũng là cái nhân quả trong đời sống này mà chúng ta có thể có được. Thế thì ai trong chúng ta cũng muốn là mình sống dài hơn, mình ít bệnh hơn, mình có đầy đủ tất cả những phước duyên, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của mình được đầy đủ, và trí tuệ của mình minh mẫn, thì mình hãy giúp cho tất cả mọi chúng sanh trong cuộc đời này, khi nó có duyên đến với ta, nó đều có được những giá trị an lạc và thảnh thơi trong tự thân của nó. Khi làm được như vậy thì chúng ta đã tích cái phước cho đời sống này và mai sau. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này.
Cầu chúc cho tất cả quý vị sống ở nơi đâu cũng được thanh thản và nhẹ nhàng trong từng mỗi một cung bậc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.